Nếu như Ukraine có tên lửa mồi vẫy ADM-160MALD thì Nga cũng đang triển khai một vũ khí tương tự. Hình ảnh về cái gọi là tên lửa mồi vẫy mà quân đội Nga sử dụng để xác định vị trí của phòng không Ukraine đã được công bố. Đây là tên lửa không có đầu đạn được tạo ra trên cơ sở KS-55. Những bức ảnh được chụp ở khu vực Kyiv đã xác nhận điều này. Quân đội Nga gần đây đã tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở hậu phương Ukraine, đồng thời cải thiện chất lượng của những đợt không kích. Nếu trước đây các tướng lĩnh Nga thường được mệnh danh là cơn ác mộng đối với hệ thống điện Ukraine thông qua tên lửa hành trình, mặc dù xác suất trúng đích không thực sự cao, thì giờ đây ngay cả những người hoài nghi cũng công nhận hiệu quả từ các hành động của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Đồng thời các chuyên gia quân sự cũng lưu ý thêm về chiến thuật tấn công mới được sử dụng khi nhằm vào các đối tượng được bảo vệ ở Ukraine. Bản chất sự thay đổi nằm ở việc sử dụng một số lượng lớn tên lửa mồi bẫy. Những quả đạn này thực chất là tên lửa KS-55 không có đầu đạn, nhưng lực lượng phòng không Ukraine buộc phải đáp trả chúng, từ đó tiết lộ vị trí và tiêu tốn đạn dược. Chỉ sau đó, máy bay không người lái cảm tử và tên lửa hành trình mới phát huy tác dụng, chúng tấn công cả hệ thống phòng không và các mục tiêu quan trọng ở phía sau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Theo báo chí Nga, vài ngày trước, bằng cách sử dụng chiến thuật này, hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã bị phá hủy, và các cơ sở quân sự ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine đã bị tấn công. Truyền thông Nga còn cho biết thêm, những tên lửa mà Kyiv bắn hạ và công bố thực chất chỉ là đạn mồi bẫy. Tuy vậy cũng chưa có bằng chứng hoàn toàn xác thực về điều này, khi phòng không Ukraine khẳng định họ đã bắn trúng đạn tấn công đích thực, thể hiện ở chỗ hạ tầng gần như không bị ảnh hưởng sau những đợt oanh kích gần đây. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.